Trong dự thảo xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 đang được Bộ Tư pháp hoàn thiện để trình lên Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề nghị sửa đổi khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mở nhờn theo hướng mức thuế tối thiểu giữ bằng mức thuế tối thiểu hiện hành, điều chỉnh tăng mức thuế tối đa để tạo dư địa điều chỉnh chính sách khi cần thiết theo yêu cầu quản lý nhà nước. Riêng đối với dầu hỏa, đề nghị giữ khung thuế bảo vệ môi trường như hiện hành vì dầu hỏa là mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đa số người nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị đổi đơn vị tính đối với dầu mazut từ lít thành ký cho phù hợp với thực tế. Theo quy định hiện hành, khung thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mở nhờn được quy định như sau: xăng trừ ethanol là 1.000 đến 4.000 đồng một lít, nhiên liệu bay là 1.000 đến 3.000 đồng một lít, dầu diesel là 500 đến 2.000 đồng một lít, dầu hỏa là 300 đến 2.000 đồng một lít, dầu mazut là 300 đến 2.000 đồng một lít, dầu nhờn là 300 đến 2.000 đồng một lít và mỡ nhờn là 300 đến 2.000 đồng một ký. Trước đó, cuối năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trong năm 2023. Mục tiêu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đời sống của người dân.